Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Hà Lan là quốc gia hàng đầu về nông nghiệp trên thế giới với công nghệ hiện đại và giá trị xuất khẩu cao. Tại Việt Nam, Hà Lan đã thực hiện nhiều dự án hợp tác phát triển nông nghiệp và các dự án này đều được nhà đầu tư đến từ châu Âu đánh giá cao. Trong hàng trăm dự án mà doanh nghiệp Hà Lan đầu tư tại Việt Nam, đáng chú ý nhất là loạt dự án của The Hills, một trong những tập đoàn công nghiệp hàng đầu thế giới. Đây có thể xem là những dự án nằm trong nỗ lực xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực giữa hai nước được ký kết năm 2014 nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của Thủ tướng Mark Rutte. Tập đoàn The Hills là một trong những nhà đầu tư nông nghiệp Hà Lan đầu tiên có mặt tại Việt Nam năm 2008. The Hills đánh dấu sự có mặt của mình bằng quyết định mua lại hai nhà máy Bình Dương và Hải Phòng. Đến nay, tập đoàn đã đạt được bước phát triển ấn tượng với hơn 20 nhà máy cùng hệ thống kho trung chuyển trải dài khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. The Hills hiện đang là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, cả về quy mô, sản lượng và doanh thu. Trong quá trình đầu tư tại Việt Nam, The Hills bén duyên với tập đoàn Hùng Nhơn thông qua liên doanh DHN. Đây được xem là liên doanh trong lĩnh vực nông nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay. Một trong những dự án điển hình của liên doanh này chính là tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN đã và đang xây dựng tại các tỉnh Tây Nguyên và Tây Ninh. Liên doanh DHN đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt công suất khoảng 10.000 heo giống tại khu vực Tây Nguyên, 200.000 heo nái, thương phẩm tại các khu vực Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, 58 triệu con gà trống và 25 triệu con gà thịt tại Tây Ninh. Tháng 6, 2023, tập đoàn The Hills Hà Lan và tập đoàn Hùng Nhơn Việt Nam, hai thành viên của liên doanh DHN, đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác MOU với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc khảo sát, nghiên cứu đầu tư một số dự án lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2023-2030 tại Tây Ninh với tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng. Hiện nay, liên doanh DHN đang triển khai giai đoạn 1 của dự án khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh có quy mô hơn 39,5 hectare, tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng, gồm các hạng mục lớn như xây dựng trang trại sản xuất gà giống, lợn giống, nuôi gà thịt xuất khẩu. Đi liền với cụm doanh trại chăn nuôi, liên doanh DHN cùng bắt tay vào xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm nhằm hoàn thiện chuỗi chăn nuôi khép kín. Đánh giá về đối tác của mình tại Việt Nam, ông Con The Hill, Tổng Giám đốc The Hill Toàn Cầu cho biết, Hùng Nhơn là doanh nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi nói riêng và nông nghiệp nói chung. Đặc biệt, mô hình hoạt động của Hùng Nhơn phù hợp với kế hoạch phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh với mục tiêu trở thành người bạn đồng hành của người chăn nuôi và doanh nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi tại Việt Nam với mục tiêu phát triển bền vững. The Hill mong muốn hợp tác với Hùng Nhơn để cùng đồng hành thực hiện các mục tiêu này. Trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Hà Lan, phát biểu tại buổi kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Hà Lan diễn ra tại Hà Nội, nhân dịp đoàn chủ tịch, tổng giám đốc các doanh nghiệp lớn hàng đầu Hà Lan đang có chuyến thăm tìm hiểu tình hình đầu tư tại Việt Nam, ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết hai bên vẫn còn nhiều tiềm năng, thế mạnh có thể bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau. Phó Chủ tịch VCCI cũng đánh giá cao hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam trong thời gian qua, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Hà Lan. Trong đó, Phó Chủ tịch VCCI cho rằng doanh nghiệp Hà Lan có thể mở rộng hợp tác, tăng cường kết nối với doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực có thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, chip bán dẫn, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch vụ đóng tàu, cảng biển, công nghệ đóng tàu, logistics. Đặc biệt, Phó Chủ tịch VCCI cho biết, Việt Nam đang tập trung nhiều hơn vào quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế và cũng để chống lại biến đổi khí hậu. Đây cũng là một trong những hoạt động trọng tâm của VCCI trong thời gian tới. VCCI với hạt nhân là Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam VBCSD sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua việc phát triển mạng lưới báo chí về phát triển bền vững, tổ chức các nền tảng đối thoại về phát triển bền vững như Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF. Bên cạnh đó, tập trung tăng cường xây dựng và phát triển thành viên
mạng lưới đối tác, có sự tham gia của các tổ chức phát triển trong nước và quốc tế. Trên thực tế, một số các doanh nghiệp lớn của Hà Lan như Heineken là đối tác tích cực trong việc thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam trong thời gian qua. Phó Chủ tịch VCCI cũng chia sẻ thêm rằng một trong những ưu tiên hành động từ năm nay của VBCSD là thành lập các nhóm công tác tập trung vào chuyển đổi xanh, ESG và tài chính xanh. Đây cũng sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp Hà Lan tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam. Đồng thời, VCCI cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ giải quyết khó khăn cũng như giúp cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan kết nối đầu tư thành công tại Việt Nam. Về phía các doanh nghiệp Hà Lan, Chủ tịch Liên đoàn Giới chủ và Công nghệ Hà Lan Ygritte Thyssen cho biết, các doanh nghiệp Hà Lan luôn sẵn sàng khám phá các cơ hội kinh doanh mới tại Việt Nam. Bà Thyssen nhận định, Việt Nam và Hà Lan có nhiều điểm tương đồng, cả hai quốc gia đều quan tâm đến việc thúc đẩy giao thương toàn thế giới và cũng chia sẻ các kỹ năng kinh doanh trong bối cảnh mới. Quan trọng hơn, cả quốc gia đều cam kết hướng tới việc duy trì sự ổn định toàn cầu và đảm bảo sự phát triển bền vững cho tương lai. Tôi tin rằng, bằng cách hợp tác cùng nhau, chúng ta có thể giải quyết những thách thức lớn hiện nay, từ việc đối phó với biến đổi khí hậu đến đảm bảo an ninh lương thực, bà Thyssen nhấn mạnh. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, Chủ tịch Liên đoàn Giới chủ và Công nghệ Hà Lan khẳng định, việc ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hà Lan nhấn mạnh mối quan hệ thương mại bền chặt giữa hai nước. Việt Nam luôn là một ưu tiên của Hà Lan nói chung và doanh nghiệp Hà Lan nói riêng ở khu vực. Doanh nghiệp Hà Lan mong muốn và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam phát triển trong thời gian tới. Sau 50 năm thiết lập ngoại giao, Hà Lan đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất, là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của châu Âu tại Việt Nam, với hơn 400 dự án và tổng số vốn đầu tư trên 11 tỷ USD, chiếm gần 50% tổng vốn đầu tư của EU tại Việt Nam. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!